Bây giờ mẹ hỏi hai con, lúc sáng ai theo bà cố à con? Hả? À, Duyên Bảo à? À, Duyên Bảo, sao con lại chạy theo bà cố làm gì à con? Hả? Con chạy theo vậy để cho bà sợ à? Hả? Con biết là bà sợ lắm không? Hả? Sao mà mẹ nói chuyện thì cái mắt con cứ cụp xuống là sao hả? Mắt con cụp vậy đồng nghĩa là không nghe mẹ nói chuyện đúng không? Mẹ nói là không vào tai con đúng không? Hả? Thôi rồi rồi. Con mà không muốn nghe nữa thì mẹ không nói nữa. Hả? À, thôi đi ăn cơm thôi.